Kính thưa quý vị, khu vực đồng Euro yêu cầu đánh giá độc lập về các biện pháp chống rửa tiền của Cyprus. Bộ trưởng Tài chánh khu vực đồng Euro đã đồng ý ra lệnh thực hiện một đánh giá tư nhân về sự thực thi luật chống rửa tiền của Cyprus như một điều kiện đối với các khoản vay khẩn cấp cho hòn đảo ở Địa Trung Hải, nhưng cũng đã không đi vào bất cứ chi tiết nào khác với gói cứu trợ. Bộ trưởng Tài chánh Hòa Lan, ông Gerhard Dijsselbloem, người chủ trì các cuộc đàm phán cho biết, dựa trên những lời khuyên được đưa ra bởi các tổ chức, các bộ trưởng đã đồng ý rằng việc thẩm định độc lập thực hiện bởi một công ty tư nhân là cần thiết và các bộ trưởng yêu cầu Troika và Cyprus đưa ra các điều khoản tham khảo cho một đánh giá như vậy trong vòng một tuần. Về phần các yếu tố của chương trình cứu trợ dành cho Cyprus, ông Dijsselbloem đã không đưa ra câu trả lời về các chi tiết, chỉ nói rằng một thỏa thuận sẽ không có trước tháng 3. Các bộ trưởng cũng đã thảo luận về tỷ giá hối đoái của đồng Euro, nhưng đã kết luận rằng cuộc tranh luận này thuộc về các bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương của 20 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới tại cuộc họp của khối G20 vào cuối tuần này tại Mạc Tư Khoa. Bộ trưởng Tài chánh Đức, ông Wolfgang Schäuble, cũng đã cho rằng các vấn đề tỷ giá hối đoái phải được giải quyết trong khuôn khổ một cuộc họp khối G20, bởi vì vấn đề tỷ giá hối đoái không chỉ tồn tại trong và với đồng Euro, mà còn có những lo ngại với các đồng tiền lớn khác. Bộ trưởng Tài chánh Pháp, ông Pierre Moscovici, người đã khởi xướng cuộc tranh luận về sự hợp tác chặt chẽ trên các vấn đề ngoại hối, cũng đã đồng ý với quyết định này. Ông nói, khu vực đồng Euro phải hạn chế biến động của giá cổ phiếu hoặc các chuyển động thất thường có một ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đối với nền kinh tế nếu tiếp tục xảy ra. Tuần trước, Tổng thống Pháp ông François Hollande đã thúc đẩy chính sách tỷ giá hối đoái lên hàng đầu của chương trình nghị sự chính trị Pháp trong một bài diễn văn trước Nghị viện châu Âu. Ông kêu gọi khu vực đồng Euro thiết lập một mục tiêu trung hạn cho tỷ giá hối đoái của đồng tiền chung châu Âu như là một phản ứng trước sự gia tăng giá của đồng tiền tệ trong những tháng gần đây, làm cho xuất khẩu của khu vực đồng Euro ít cạnh tranh hơn. Sự kêu gọi để kiểm soát nhiều hơn tỷ giá hối đoái đã gặp phải sự phản đối của Đức. Bộ trưởng Kinh tế Đức, ông Philipp Häusler, gần đây cho rằng các chính sách nên tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh, chứ không phải làm suy yếu đồng tiền chung châu Âu.